Mến chào cô chú anh chị và các bạn trở lại với kênh YouTube Ta Sa Trần. Hôm nay Ta Sa giới thiệu với mọi người một món ăn dân dã ở quê Ta Sa, món dừa khoai tương. Món này tuy đơn giản nhưng mà gắn liền với tuổi thơ của một số người ở miền Tây á mọi người. Hôm nay Ta Sa được chị gái cho một trái dừa. Nếu tính ra thì trái dừa này nó hơi già so với cái món dừa khoai tương. Mà Ta Sa đang ở trong cái khu phong tỏ nên được trái dừa này là cũng quý lắm rồi. Mình quyết định làm món dừa khoai tương luôn. Cũng lâu rồi chưa có ăn lại. Mời mọi người cùng với Ta Sa làm món này nha. Món này khó khăn nhất là lúc đầu á mọi người. Mình phải chặt cái vỏ cứng ở ngoài để mình lấy được cái cơm. Còn lại thì nó đơn giản lắm, giống như là mình làm mứt dừa thôi à. Bây giờ mình sẽ bào cái cơm dừa này ra nha mọi người. Giống như là mứt dừa nè mọi người. Nhưng mà đúng thiệt chứ dừa này nó hơi già mọi người ơi. Sau đó mình sẽ đi rửa nha. Mọi người cứ rửa nhiều nước á, cho nó trắng là được. Là món dừa khoai tương nên cái mình không thể thiếu là tương hột á mọi người. Bây giờ mình sẽ ướp cái dừa này với tương nha mọi người. Mình cứ ướp để đây khoảng 10-15 phút á mọi người, cho cái tương nó thấm vô cái miếng dừa. Do cái tương này nó cũng hơi mặn á mọi người nên mình sẽ ướp thêm đường vào nha mọi người. Trong khi chờ đợi dừa với tương thấm lại với nhau mọi người, bây giờ mình đi phi sả mọi người ơi. Mình phi sả cho vàng thơm lên rồi mình bỏ vào cái món này, nó sẽ góp phần thơm và ngon hơn mọi người. Như mình đã nói, món này thì vô cùng đơn giản luôn. Rồi bây giờ mình sẽ nấu cái dừa với tương lúc nãy á. Mình nấu cho chín lên xong rồi mình bỏ sả vào. Rồi mình nấu cho nó keo lại là được nha mọi người. Xong rồi mọi người ơi, bữa cơm mùa dịch đơn giản của Ta Sa. Món này thì các cô ăn chay thường hay làm á mọi người. Với lại ngày xưa ở miền Tây của mình hay ăn món này lắm mọi người. Không biết ở quê các bạn có không? Các bạn comment chia sẻ cho mình biết với nha. Thì mình cũng xin tạm dừng video ở đây. Mọi người đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ Ta Sa nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người.